Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 24 tháng 1 năm 2021. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm bán hàng trên hai kênh YouTube cũng như Facebook Lan Rừng Nguyễn Lâm và chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại 0961 851 766 nha các anh chị. Địa chỉ Vườn Lan là ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Bên em cũng sử dụng mà duy nhất một số tài khoản là 2040 194 99 bên ngân hàng ACB. Em thông báo như vậy để các anh chị và các bạn chúng ta khi chuyển khoản thì cũng không có bị nhầm lẫn ha. Ở đây Nguyễn cho các anh chị và các bạn xem cây năm cánh trắng Long Điền, nó nở ngày thứ tư mà nó vẫn được giữ được cái khuôn nè các anh chị. Trong những ngày qua thì Nguyễn cũng đi vắng cho nên là khi mà cây nó nở thì Nguyễn cũng không có thời gian để mà quay cho các anh chị và các bạn xem. Cây này nó đã nở ngày thứ tư mà các anh chị thấy cái khuôn của nó vẫn còn nguyên, không bị vỡ ha. Cây năm cánh trắng Long Điền là một cây nó có cái khuôn hoa cực kỳ đẹp, rất đẹp các anh chị. Cây này thì cái mũi của nó hồng hồng và cái lưỡi của nó thì nó chỉ có ửng hồng ở bên hai cái má thôi, chứ nó không có mắt các anh chị, không có đôi mắt. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì Nguyễn cũng có rất là nhiều loại, mỗi loại thì một vài cây. Trong đó cũng có Phú Thọ. Ở đây mình có một cây năm cánh trắng Long Điền nè. Cây này thì giá là 4 triệu ha. Anh chị nào đặt mua thì mình nhận cái cây đó, khi nào có rẻ thì mình sẽ giao cây. Ở đây mình có một chậu Di Linh Xuân nở tự nhiên vào mùa xuân. Mặt hoa như hình các anh chị và các bạn xem ha. Cây này nó rất là sai hoa, xiên hoa. Đây là một chậu trồng năm thứ hai, cũng rất là lớn như thế này. Thì chậu này anh chị nào thích thì giá là 300 nghìn. Đây không phải là những cái mặt hàng va. Đây là những cây phi điệp bình thường thôi, nhưng mà mặt hoa nó rất đẹp các anh chị. Bộ cánh sáp. Những cây này thì về hương thơm của nó thì rất là thơm nha các anh chị. Đoạn video này thì mình quay vào buổi chiều tối các anh chị. Đang thắp đèn nè. Ngoài trời thì nhá nhem tối. Và cây năm cánh trắng hoa lư thì ngày hôm nay nó cũng nở được ngày thứ hai. Vào trời nhá nhem tối như thế này nhưng mà cây nó vẫn căng bay bình thường các anh chị. Cây hoa lư này thì nó nở gần như là 24 trên 24 á. Bắt đầu từ ngày thứ hai trở đi. Cây năm cánh trắng hoa lư. Mặt hoa như các anh chị và các bạn xem ha. Cây này thì mình làm hoa bói đầu ngọn thôi cho nên về cái cánh của nó cũng nó không được tròn trịa cho mấy. Như đây là hoa mình làm đầu ngọn á. Tuy nhiên như hoa đầu ngọn mà như thế này là đã tương đối chuẩn rồi nha các anh chị. Hoa rất to. Năm cánh trắng hoa lư thì được sổ tại Bình Phước nha các anh chị nha. Cây này thì đôi mắt nó rất là gọn gàng. Và phía bên này thì cái chậu tích lịch hỏa. Ngày hôm nay nó bắt đầu nứt nụ nè. Thì ngày mai nó bung và ngày mốt sẽ là ngày đẹp nhất của cây tích lịch hỏa. Thì Nguyễn cũng quay cho các anh chị và các bạn xem. Đây cũng chính là hoa Nguyễn làm đầu ngọn nhưng mà hoa của nó rất chuẩn các anh chị. Bụi này rất là to và rất là nhiều mầm. Nói về cây năm cánh trắng hoa lư thì Nguyễn vẫn có một cây. Cây này là cây một hồng bi, nó ra hai mầm năm thứ hai. Thì cái chậu năm cánh trắng hoa lư mặt hoa như vừa rồi các anh chị và các bạn xem thì giá là 12 triệu cho cái chậu này nha, hai mầm á. Kích thước của nó thì cái tầm mầm lớn này tầm 5 cm, mầm nhỏ tầm 2 cm thôi. Còn về cây năm cánh trắng Long Điền thì ngoài cái kỳ ở trên thân như lúc nãy thì mình cũng còn vài cái kỳ. Vài cái kỳ nhỏ cho các anh chị và các bạn sưu tầm. Thì đây là kỳ số 1. Giá là 4 triệu ha. Đây là kỳ ươm tự nhiên và cây đã thắt ngọn rồi, kích thước thì chỉ tầm 5 cm thôi. Năm cánh trắng Long Điền cây này mình rất thích cái khuôn hoa của nó. Cây này mà cái mắt của nó mà nó lên gọn gàng nữa thì cái giá trị nó rất cao. Cây này thì rất tiếc là nó chỉ có cái mũi hồng và cái má, hai cái má bên lưỡi nó ửng hồng thôi. Cây số 2 này thì đã bán rồi. Cây số 2 này vừa rồi thì mình cũng bán rồi và kích thước của nó cũng chỉ tầm 7-8 cm.
Cây số 2 này. Còn lại là cây số 3. Cây long điền số 3, cây này thì giá là 5 triệu. Năm cánh trắng long điền, kích thước nó được tầm gần 8 cm, 7-8 cm. Và cây long điền số 4 là một cây lớn dành cho các anh chị nào muốn và các bạn muốn xem hoa trong mùa tới. Thì cây này kích thước của nó tới 27 cm và giá là 13 triệu. Cây này thì nó đã thắt gọn và mập mập thân à, thân nó mập nù à. Giá là 13 triệu cho cây số 4 ha. Đó là năm cánh trắng long điền mặt hoa ở phần đầu video các anh chị và các bạn xem. Còn đây là những cây hồng hòa bình mà Nguyễn Thường xuyên bán nè. Cái chậu này thì vừa rồi cũng đã có khách chốt, tuy nhiên là vì lý do gì đó mà khách đã hồi lại. Cây này rất là khỏe đẹp. Với những cây tầm này thì chỉ cần làm 3 cây là các anh chị có thể thu hồi vốn rồi. Giá là 70 triệu. Sau khi thu hồi vốn thì các anh chị có thể còn được nguyên bộ gốc để chúng ta chơi ha. Chậu số 2 75 triệu. Chậu này thì nó lớn hơn. Ở đây nó còn một cái mầm lỡ. Kích thước chậu này thì được tới 23 cm nha các anh chị nha. 23 cm. Và cũng chỉ cần làm 3 cái kỳ là các anh chị có thể gỡ vốn rồi. Những cây này các anh chị có thể gửi tụi em làm kinh tế giùm cho cũng được. Chậu số 3. Chậu hồng hòa bình số 3 thì chậu này là nó 120 triệu, nó gồm 4 cái mầm ha. Trong đó thì có các cái mầm lỡ. Cái mầm dài nhất á, thì nó được tầm 10 cm. Những mầm còn lại thì 3 4 cm, 5 cm. Chậu này giá là 120 triệu. Chậu này thì về chúng ta làm mầm gốc thì sẽ được rất là nhiều mầm đây. Về mặt hoa năm cánh trắng hòa bình là một mặt hoa cực kỳ đẹp nha các anh chị. Hoa rất là to. To to rất nhiều và đẹp hơn nhiều so với cây hồng mỹ nhân. Và giá của nó thì tương đối rẻ. Cây này còn gọi là cây hồng cái bang nha các anh chị nha. Nó có hai tên, hồng hòa bình hoặc là hồng cái bang. Mặt hoa như hình các anh chị và các bạn xem. Cây này thì đã nở rất nhiều lần tại vườn Lan Trần Nguyễn Lâm rồi. Và sắp tới thì tụi em cũng sẽ làm hoa cho nó nở lại, để cho các anh chị và các bạn xem sự trở lại của hồng hòa bình nó đẹp như thế nào. Cây này thì còn có tên phổ biến khác của nó là tên hồng cái bang nha. Và đây không phải là cây hồng hòa bình 27 nha các anh chị, hồng hòa bình cổ thôi. Anh chị nào thích hồng yên thủy thì ở đây vẫn có một cái chậu nó cũng tương đối mini. Và hồng yên thủy thì hiện tại giá nó cũng đang rất là cao. Cái chậu này thì kích thước của nó chỉ hơn 7 cm thôi và giá là 60 triệu nha. Cây thì chưa bật mầm gốc nha các anh chị, thắt ngọn mập. Cái này thì về các anh chị làm mầm gốc dễ thôi, cây nó đã mập thân. Mặt hoa hồng yên thủy thì cũng chẳng là còn lạ gì nữa, các anh chị và các bạn có thể lên mạng chúng ta search thôi. Ở đây mình có một cây năm cánh trắng Nha Trang, kích thước được tầm 13 cm. Năm cánh trắng Nha Trang, giá là 70 triệu cho cái chậu này. Cái mắt gốc của nó đang sưng rất to đây nha các anh chị. Cái dòng cây năm cánh trắng Nha Trang á, thì thân lá của nó cũng thuộc dạng dòng thân mảnh nhỏ thôi. Nhà hoa rất là to đẹp nha. Hoa cây này thì cực kỳ đẹp. Và nét đẹp của cây năm cánh trắng Nha Trang thì nó có một cái nét đặc trưng riêng, nó không lẫn vào cây nào hết, cho nên là cây này về mặt giá trị của nó thì nó ít có bị thay đổi. Có nghĩa là nó sẽ không có giảm về giá trị cây đâu. Tại vì những cây nào mà nó có nét đặc trưng riêng á, đặc biệt á, thì về giá trị cây nó sẽ không có thay đổi đâu. Cây này là một cây mặt hoa cực kỳ đẹp nữa anh chị. Năm cánh trắng Nha Trang nổi tiếng, rất là nổi tiếng cây này. Hiện tại thì giá của nó cũng tương đối là mềm hơn so với những năm trước. Những năm trước những cây như vừa rồi nó nằm hàng tầm phải tầm hàng trăm triệu cây cây được vừa rồi. Tiếp theo thì mình có hai cái kỳ hồng K1. Hồng K1 hay còn gọi là hồng thiên lôi nha các anh chị. Hồng trời đánh, hồng sấm. Mình gọi hồng K1 cho nó dễ gọi ha. Chậu số 1 giá là 8 triệu. Chậu số 2 thì kích thước nó lớn hơn 21 cm, chậu số 1 nó chỉ tầm 15 cm thôi. Chậu số 2 thì giá là 10 triệu ha. Mặt hoa hồng thiên lôi, mình cũng mời mọi người chúng ta xem lại ha. Cây này thì một mặt hoa nó là một cây hồng đó. Khuôn cánh rất đẹp.
Cây này thì là một dòng cây hồng, mắt của nó thì dạng như mắt nó xước xước vậy, cũng rất là gọn gàng đó. Cây hồng thiên lôi thì hiện tại giá trị của nó cũng tương đối về thấp hơn so với lại hồi đầu năm ngoái. Còn nói về năm cánh trắng Phú Thọ thì những cây mà mập, mức và rục như thế này thì giá trị của nó là tầm 1 triệu một sen nha các anh chị. Chút xíu nữa mình sẽ so sánh cho các anh chị và các bạn những cây mà nó giá trị nó thấp hơn. Cây này thì được 18 sen và một hàng bi này 2 sen nữa, và giá cho cái chậu Phú Thọ số 1 này là 22 triệu. Cây nó rất là mập rục, cái này về làm được rất nhiều kỳ nha các anh chị. Rất là nhiều kỳ. Mập và đốt nó ngắn nên làm được rất là nhiều kỳ. Nên giá trị cây này nó phải tầm 1 triệu một sen. Đối với cây 18 sen á. Chậu số 2 21 sen, giá là 21 triệu, và các anh chị thấy là nó mập như ngón tay cái của mình, các anh chị thấy không? Mập và đốt ngắn rục. Cây này thì các anh chị làm dư sức làm 4 cái kỳ là gỡ lại vốn ha. Mầm gốc chúng ta làm sao hiện tại? Hiện tại thì mầm gốc chưa làm. Ở đây mình so sánh cho các anh chị chậu số 3 và chậu số 4 cũng là 21 sen nhưng mà giá trị cây khác nhau nha. Đây là chậu số 3, 21 sen, giá 21 triệu, các anh chị đếm nè. 1 đốt, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 đốt, 14 mắt. Trong khi cũng cùng một số sen như vậy ha, thì mình sẽ đếm là 1 mắt nè, 2 mắt nè, 3 mắt, 4 mắt, 5 6 7 8 9 10 11 mắt. Cũng 21 sen nhưng mà 11 mắt, các anh chị thấy là cũng 21 sen nhưng mà chậu số 4 này chỉ có 15 triệu nha các anh chị. Cho nên các anh chị phải để ý, không phải là đo sen là cái giá trị nó tính theo sen đâu, mà còn tùy theo cái chất lượng cây, mập mạp, rục, số lượng đốt. Mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ thì không lạ gì, đây là một trong những lần cây năm cánh trắng Phú Thọ nở tại Bình Phước, hoa nó rất là gọn ha. Cây này thì nó biến thiên á. Tiếp theo là hai cây năm cánh trắng mắt mờ Hải Dương 1. Cây số 1 giá là 14 triệu, cây số 2 cũng lá giá 14 triệu nha các anh chị. Kích thước cây số 1 thì nó lớn hơn một tí, tuy nhiên là nó cũng cùng một số lá và nó mập thắt ngọn hết rồi. Cái này các anh chị và các bạn chúng ta chờ mầm mầm gốc năm 2 thôi. Đây kỳ năm nhất thì nó chỉ nhỏ xíu như vậy, tại vì ươm một mắt thì nó chỉ được như vậy thôi. Cây số 2 giá là 14 triệu và cây số 1 cũng như vậy ha. Kích thước cây số 2 thì nó ngắn hơn chút, nó chỉ tầm 2,5 cm thôi. Cây số 1 thì tầm 3 cm. Mặt hoa năm cánh trắng mắt mờ Hải Dương là một mặt hoa rất đẹp và trước đây thì là một mặt hoa có giá trị rất cao, các anh chị xem đây. Cây này thì bộ cánh của nó căng bay. Đôi mắt rất là đẹp gọn gàng ha. Và cây này thì nó rất là xuyên hoa, anh chị nào mà các bạn muốn chơi hoa thì đúng ra cây này giá trị hơn cây năm cánh trắng HO, tại vì cây HO nó ra kỳ nhiều hơn là ra hoa, làm ra một cái hoa năm cánh trắng HO rất khó, cho nên nếu mà nói về chơi hoa thì cây Hải Dương là cây rất là phù hợp. Tiếp theo là những cái cây năm cánh trắng Minh Vũ 2 đồng giá là 3 triệu ha. Chậu số 1 16 sen năm cánh trắng Minh Vũ 2. Cây đã thắt ngọn mập. Đồng giá nha các anh chị, chậu số 2 thì 24 sen. Chậu số 3 chứ. Chậu này chậu số 3 nhưng mà vẫn ghi số 2. Nhưng mà tất cả đều đồng giá nha các anh chị. Chậu số 2 này 20 sen. Mình nhầm số 2 với số 3. Tuy nhiên là các anh chị và các bạn chúng ta mua về làm giống nó cũng xem nha thôi. Chậu số 4 15 sen. Đồng giá là 3 triệu cho một chậu năm cánh trắng Minh Vũ 2. Cây Minh Vũ 2 là một cây thân lá rất khỏe và đi ngọn vượt đông. Vượt đông có nghĩa là cây nó trưởng thành thì nó sẽ vượt ngọn một mùa nếu các anh chị và các bạn chúng ta chăm tưới thường xuyên ha. Mặt hoa của nó rất đẹp như thế này. Cây này thì bộ cánh của nó là một bộ cánh sáp dày, cho nên là cánh của nó chỉ căng ngang thôi chứ nó không bay ngược như là những cái cây cánh mỏng. Đôi mắt thì cũng gọn gàng sạch sẽ đó. Ở đây vẫn có một cây di linh trắng xuân nở tự nhiên nè các anh chị. Cây này là một cây trắng tuyền nha. Di linh trắng xuân. Cây này nở tự nhiên thôi. Dòng di linh thì nó nở vào mùa xuân các anh chị. Các anh chị thấy vào buổi tối cây nó cũng căng bay 24 giờ. Bộ cánh sáp tự nhiên. Ở đây vẫn có một cái cây nhỏ chưa có rễ nè. Anh chị đặt cái cây này thì
Khi nào có rẻ thì Nguyễn sẽ giao ha. Giá là 800.000 cho cái kỳ này. Sẵn đây thì mình cũng giới thiệu các anh chị và các bạn xem mặt hoa đùi gà chớp. Đây là một dòng cây đùi gà, không phải phi điệp nha các anh chị. Cây đùi gà thì nó có hương thơm nhẹ nhẹ thôi. Và đây cũng là một cây đột biến. Đột biến ở đây là bộ cánh của nó hình tia chớp nè. Cây đùi gà bình thường thì bộ cánh của nó màu tím đó các anh chị. Cây này các anh chị thấy là bộ cánh của nó đột biến hình tia chớp. Cây này thì đã nở hoa tại vườn Lan Rừng Nguyễn Lâm và Nguyễn Lâm Ki. Thì ở đây là những cây lên mầm năm thứ hai đã được trồng thuần và đồng giá là 600.000 một chậu nha các chị. Đây là chậu số 1 nè, đây là mầm gốc năm thứ hai, rất khỏe. Dòng này các anh chị và các bạn nào ở các tỉnh phía Bắc mà có cái khí hậu nó phân biệt rõ ràng á thì cây nó sẽ ra hoa tự nhiên đẹp. Còn ở trong miền Nam thì các anh chị và các bạn chúng ta kích hoa thì sẽ ra hoa. Cây này thì có hai mầm gốc nha, chậu số 2. Chậu số 4. Đây là chậu số 3. Chậu số 3 này thì cũng chỉ có một mầm gốc thôi. Đây một mầm năm nhất, mầm năm thứ hai. Tất cả đồng giá là 600.000 một chậu nha các anh chị. Cây đã trồng thuần rễ rồi, về mọi người chúng ta chăm tiếp tục thôi. Chậu số 4 thì nó có được ba cái mầm gốc nhỏ. Đồng giá là 600.000 nha. Tiếp theo thì mình cũng giới thiệu đến các anh chị và các bạn mặt hoa cây tím Huế. Cây tím Huế. Đây là một cây tím. Đây là một cây tím rất là đẹp. Anh chị nào mà biết cây hắc nhãn lông thì cây hắc nhãn lông thì nó tím đậm hơn, đẹp hơn, mắt nó đen. Còn đây là cây tím Huế ha, xuất xứ từ tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ cánh của nó là một bộ cánh sáp dày, có viền cánh nhẹ nhẹ. Lưỡi của nó thì lưỡi tròn và rất là nhiều lông. Đôi mắt tím đậm. Đây các anh chị xem, đây là bộ cánh của nó ha. Cây tím Huế. Ở đây Nguyễn có vài cái cây tầm 200-300 nghìn một cây thôi. Cây tím Huế số 1 nè. Kích thước của nó tầm 10 cm ha. Giá là 300.000 cho một chậu. Cái này các bạn anh chị và các bạn chúng ta mua về làm giống thôi. Chậu số 2 cũng giá là 300.000, cây đã thắt ngọn. Cái dòng tím Huế này nó cũng đi ngọn nha các anh chị, đi ngọn vượt đông. Chậu số 3 ngắn hơn, giá 200.000. Cây này là muốn làm bông thì phải cắt ngọn nó đi. Ở trong miền Nam tụi em trồng nó không cũng không có đứng ngọn. Chậu số 4 200.000, chậu số 5 cũng 200.000 ha, kích thước chỉ tầm 5 6 cm vậy. Chậu số 6 cũng 200.000. Chậu số 7 cũng vậy. Chậu số 7 nó lớn hơn một chút, giá 250 ha. 250.000. Chậu số 8 300.000 thì tầm 10 cm. Chậu số 9 cũng 300.000 tầm 10 cm. Đó là cây giả hạt tím Huế ha. Và tiếp theo thì mình giới thiệu đến các anh chị và các bạn cây giả hạt Lộc Bắc. Cây này thì vừa rồi cũng có rất nhiều các anh chị và các bạn chúng ta hỏi. Cây này là một cây đi ngọn mãi nha các anh chị. Những cây ở bên vườn em thì nó đi 4 năm, 5 năm không đứng ngọn. Cây này thì vì cái bộ rễ của nó phát triển rất là mạnh, các anh chị thấy cây nó đi ngọn mãi. Nếu mà chúng ta không cắt ngọn nó đi thì cây dài 4-5 mét là chuyện rất là bình thường nha các anh chị nha. Và hoa của cây này do cái chu kỳ sinh trưởng của nó là nó không có theo mùa từng năm, cho nên là hoa của nó thì nó nở gần như là quanh năm. Nói quanh năm thì cũng không đúng, nhưng mà nó sẽ không có mùa, thỉnh thoảng thì nó có thể là nó nở tùy theo vài lần trong năm. Và mặt hoa của nó là một mặt hoa rất là đẹp, có đôi mắt đỏ đậm, bộ cánh bầu sáp và màu hồng. Đặc điểm nhận dạng của cái cây này thì ngoài cái việc mà nó đi ngọn vượt đông, như không phải là vượt đông nữa, là đi ngọn mãi nha các anh chị, 4-5 năm không đứng ngọn đối với những cây trưởng thành năm thứ hai trở đi á. Ngoài ra thì cái đặc điểm của nó là ở cái phần đầu lá của nó có cái khuyết rất là sâu ở phía đầu lá đây. Cây này thì có nguồn gốc từ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho nên được gọi đặt người ta đặt tên nó là cây Lộc Bắc. Ngày hôm nay thì vẫn có khoảng một chục cái cây như thế này, đồng giá là 500.000 một cây nha các anh chị. Những cây như thế này ngày trước cách đây một năm á, thì giá của nó tầm 100.000 cho một sen. Tuy nhiên là bây giờ thì giá nó cũng tương đối là thấp hơn. Chỗ số 1, kích thước của nó thì xem 10 cm nha các anh chị ha, trên dưới 10 cm, giá là 500.000 một chậu. Đây là chậu số 2. Tất cả đều đồng giá là 500.000 một chậu giả hạt Lộc Bắc. Cây năm nhất nha các anh chị. Ở đây nó còn thêm một mầm nữa nè. Chậu số 3.
Những cây này các anh chị và các bạn chúng ta sang chậu về trồng năm thứ hai, bộ rễ nó phát triển rất mạnh và cây nó sẽ không đứng ngọn luôn nha các anh chị nha. Chậu số 4. Chậu số 5. Các anh chị thấy cái đầu lá của nó có khuyết sâu ở trên đầu lá, đó là một cái đặc điểm nhận dạng của cây dạ hạt lục bắc. Chậu số 6. Tất cả đều kích thước của nó đều xem trên dưới 10 cm nha các anh chị. Đây là chậu số 7. Chậu số 8. Chậu số 9. Hôm nay thì Nguyễn có 10 cái chậu kỳ ươm tự nhiên giải hạt lọc bắc ha. Về đặc điểm thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu cho các anh chị và các bạn xem rồi, cây nó đi ngọn mãi. Và anh chị nào xem tới đây thì Nguyễn có một chậu giải hạt Red Rose. Red Rose có nghĩa là giải hạt hoa hồng đỏ đó. Cây này thì nó có cái mũi màu trắng và mặt hoa bói nó như thế này. Anh chị nào thích thì mình sẽ tặng cho các anh chị và các bạn chậu giải hạt Red Rose này. Mình chỉ có một chậu duy nhất thôi ha. Và những cái sản phẩm nào mà mình tặng thì là mình sẽ bao ship cho các anh chị luôn. Còn những sản phẩm các anh chị và các bạn mua thì tụi em chỉ báo giá, chưa có bao gồm phí vận chuyển nha. Ở đây có mình có một chậu giải hạt Lai Trầm, mặt hoa rất là đẹp, các anh chị thấy bộ cánh nó hồng hào và lưỡi của nó giống như cây trầm. Và cây này mình cũng sẽ tặng cho các anh chị và các bạn nào xem tới đây và muốn có mặt hoa cây giả hạt lai trầm này ha. Những sản phẩm nào tụi em tặng là tụi em bao ship, còn những sản phẩm nào các anh chị và các bạn mua thì chỉ bao gồm giá, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Ở đây mình có những cái chậu giả hạt nụ tam bố, chậu số 1, chậu này giá 500 nghìn. Nụ tam bố là một dòng di linh xuân, thân lá rất đẹp và hoa đẹp như trên. Đặc điểm nhận dạng hoa của nó là nó có 5 cái sọc ở trên lưỡi đó, 5 cái sọc đứng ở trên lưỡi, các anh chị thấy cây chuẩn là như vậy ha. Về cái chậu này thì có một thân đăng hoa, cây này nó nở xuân một cách tự nhiên nha các anh chị, mầm gốc chia lên và ở đây có còn một một cái thân đã bị cắt nè, cắt làm kỳ đó. Chậu số 1, nụ tam bố số 1 giá 500.000. Chậu số 3, chậu số 2 300.000. Chậu này thì có một cái nụ tự nhiên nè, cây thắt ngọn ra một cái nụ tự nhiên. Cây này thì vài hôm nữa nó sẽ nở. Còn chậu số 3 này thì giá 1 triệu, nó có một thân đang có nụ vừa mới bung đây. Ngày mai ngày mốt nó sẽ căng bay. Thân thứ hai cũng đang có nụ. Nụ này khả năng nở được gần Tết, trước Tết. Và trên thân thứ ba này thì đang có một cái kỳ nữa. Cây nụ tam bố là một cây rất đẹp về thân lá và hoa nở vào mùa xuân nên giá trị rất cao. Chậu số 3 giá 1 triệu ha. Còn về thân lá của nó thì mình cho các anh chị và các bạn xem, đây là một kỳ của nó thôi mà các anh chị thấy xem thân lá của nó rất là phủ phê. Cây này thì là một cây lá nhựa dày, anh chị nào trồng tốt thì nó ra lá mít rất đẹp nữa các anh chị. Cuối cùng thì mình có một cái chậu châu Như siêu bệt. Cây này thì do mình thời điểm mình quay vào buổi chiều cho nên là cây nó đã hoa nó đã cụp lại rồi và cái lưỡi của nó đỏ đậm như thế này, là một cây bệt đậm nha các anh chị. Cây này thì nó là một là mầm năm nhất, có hai cái mầm tơ năm thứ hai và mầm gốc chưa lên. Thì cái chậu này mặt hoa rất đẹp nha, ở bên ngoài nhìn rất đẹp, buổi chiều quay nó như thế thôi. Thì chậu này giá là 2 triệu cho anh chị và các bạn nào muốn sưu tầm cái chậu châu Như siêu bệt này. Video bán hàng đến đây thì kết thúc. Mình cũng xin giới thiệu lại là bên em bán hàng trên Facebook cũng như là YouTube Lan Trường Nguyễn Lâm. Các anh chị và các bạn nào xem YouTube ấy, thì chúng ta đặt hàng qua số điện thoại 0961851766. Còn các anh chị nào xem Facebook thì có thể là ghé qua Facebook Lan Trường Nguyễn Lâm. Thì cũng có một số điện thoại duy nhất thế này thôi. Các anh chị và các bạn có thể chốt ở trên bài Facebook cũng được. Còn các anh chị và các bạn xem hàng trên YouTube mà chốt hàng trên Facebook thì hơi khó cho bên em ha. Video bán hàng đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn chúng ta đã xem video bán hàng trong ngày hôm nay. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo.